Em chào thầy cô và các bạn. Tên là Nguyễn Hồng Phong, sinh viên khóa 1 lớp Happy Đại học EdX. Ngày hôm nay thì video này nói về kiến thức của nội dung môn học kết nối quan hệ của thầy Nguyễn Đình Hùng buổi thứ nhất. Rồi trong buổi đầu tiên này thì thầy có đưa ra những cái mô hình và những cái kiến thức cơ bản nhất về môn học kết nối quan hệ. Thì đầu tiên chúng ta cần phải hiểu kết nối quan hệ là gì và tại sao chúng ta cần kết nối quan hệ. Thì thứ nhất, việc chúng ta tại sao cần phải kết nối quan hệ đó là chúng ta hòa nhập với thế giới con người. Thứ hai là chúng ta tạo lập được các mối quan hệ giữa người với người. Từ khi sinh ra chúng ta đã là một đứa bé, chúng ta đã có cái mối quan hệ con đối với bố mẹ, cháu đối với ông bà và người thân trong gia đình. Thứ ba là chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc đến từ các mối quan hệ. Thứ tư, nó là chúng ta có thể đạt được nhiều mục đích, nhiều lợi ích, nhiều sự phát triển của bản thân khi chúng ta giao tiếp, chúng ta kết nối với các mối quan hệ xung quanh chúng ta từ khi chúng ta bé đến khi chúng ta trưởng thành. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể kết nối mối quan hệ. Thứ hai thì mình có phân loại được những hành vi khi chúng ta xây dựng một quan hệ. Nó có hai phần chính, đó là do và play. Do tức là làm, còn play tức là chơi. Chúng ta dịch ra một cách dễ hiểu nhất là như vậy. Còn về cụ thể hơn thì chúng ta có thể thấy đó là do tức là khi các mối quan hệ trong công việc, trong học tập. Còn play là những mối quan hệ như là chúng ta sinh sống, chúng ta phát triển, chúng ta ở cái môi trường xung quanh chúng ta, môi trường sinh hoạt. Đó thì là nó là cái mối quan hệ play, tức là chơi, bạn bè đi chơi với nhau, mọi người thân trong gia đình xem tivi với nhau, nghe nhạc với nhau và gặp nhau hàng ngày, thì đó là mối quan hệ play. Còn về mô hình thì hôm nay bọn mình có được tiếp cận một cái mô hình khá là hay của môn kết nối quan hệ này, đó là mô hình có 5 tầng. Tầng thứ nhất là chúng ta là con người này. Đối với mình thì cái tầng thứ nhất là mình. Còn tầng thứ hai là tầng tình thân, tức là những mối quan hệ như là bố mẹ, ông bà, những người thân trong gia đình mình sống chung một ngôi nhà, cô dì chú bác thì là mối quan hệ có ruột thịt nhưng đó chưa thực sự là tình thân nên là mình không liệt kê vào tầng này. Tầng thứ ba đó là tầng thân thiết. Thì thân thiết tức là như nào? Tức là những mối quan hệ mà chúng ta bạn bè, chúng ta có thể chia sẻ lẫn nhau, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau trong những hoàn cảnh nhất định. Và chúng ta có thể chia sẻ những cái trong cuộc sống, những cái mà những người bình thường, những người khác trong mối quan hệ khác thì không thể nào có thể chia sẻ, nói chuyện với nhau, giao tiếp với nhau qua những cái bằng những cái câu chuyện như vậy. Tầng thứ tư trong cái sơ đồ này là tầng mối quan hệ trong trao đổi, trong công việc và học tập. Thì từ khi chúng ta bé, chúng ta đi học thì chúng ta học 12 năm ở trên trường lớp và 4 năm trên đại học, thì cái mối quan hệ trao đổi này thì là từ bạn thân, thầy cô giáo. Chúng ta có thể học tập, chúng ta có thể giao tiếp bằng những cái bài học, những cái công việc trong khi chúng ta lớn lên, trao đổi qua những cái công việc đấy thì gọi là mối quan hệ trao đổi trong công việc hoàn tộc. Tầng thứ năm là tầng mối quan hệ giao tiếp xã hội, xã giao. Thì rõ ràng là trong mối quan hệ xã giao này chúng ta tiếp cận được nhiều bạn này, nhiều người hàng xóm láng giềng và những người chúng ta quen biết, có thể quen biết nhưng chúng ta không thường trao đổi về học tập và công việc, chỉ là một quan hệ bình thường gặp mặt thôi.
và nó không hề, thì đó được xếp vào tầng thứ 5. Và trong cái mô hình này thì mình cũng có chia ra hai phần, đó là do và play. Tức là do là những mối quan hệ trong 5 tầng thì vẫn có những việc, những thứ mà chúng ta liên quan đến công việc và những thứ lượng chúng ta làm lên. Còn đối với phần play là tức là các mối quan hệ đấy, năm tầng quan hệ đấy, trong những trường hợp chúng ta chơi với nhau, chúng ta chơi vui vẻ thì đó. Và đó là toàn bộ phần bài học ngày hôm nay, và cũng như là phần chuẩn bị bài tập về nhà của mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.